Đây là một viên thạch anh khói biến thể. Viên này thì tương đối là dài. Chiều dài của nó thì rơi vào 22 cm. Có trọng lượng nặng là 1 kg. Bên cạnh trụ chính thì có một cái trụ phụ ăn ngang vào rất đẹp. Ta cùng quan sát. Chất đá là da gương, hàng nguyên bản 100% tự nhiên. Viên này khá dài. Dáng viên này khá đẹp. Chúng ta nhìn thấy cái độ giá gương rất bóng. Chiều ngang này của viên đá thì cũng tầm này đến đây, rơi vào khoảng 7 cm. So sánh với ngón tay cho bác xem đây. Trụ này nó rơi tầm 2 ngón tay. Các bác vui lòng bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.